Quý cô ơi, con không dùng nha. Hả? Con không dùng hả? Sao dạ. Vậy? Dùng miếng cháo rồi ngủ cho yên con. Ừ. Dạ con thấy ăn no lắm rồi quý cô. Ăn mi hả? Dạ. Rồi đẹp trai quá Huy. Cảm ơn chị. Có hai. Ờ ừ, hồi nãy em mẹ dạ cảm ơn chị A Di Đà Phật. Em cũng đẹp. Con không dùng cháo nha. Dạ con nghe mùi thấy nó ngon rồi.